Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành từ chối vận chuyển hành khách không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Hàng không Việt Nam sẽ từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định liên quan về an toàn dịch bệnh. Tại các cảng hàng không, hành khách phải đứng giãn cách khi làm thủ tục. Phía sân bay phải tăng số lượng xe buýt trung chuyển hành khách từ nhà ga ra tàu bay và ngược lại để đảm bảo khoảng cách hành khách trên xe. Ngoài ra, các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hành khách phải được trang bị kính chống giọt bắn và thường xuyên xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo có kết quả âm tính trước khi vào làm việc. Các cảng vụ hàng không và các hãng hàng không tiếp tục rà soát quy trình, biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng để phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay nhập cảnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.